Máy cắt cỏ Mitsui Keiso 143 là dòng sản phẩm có thiết kế hiện đại, công suất cao với xi lanh 40mm, thích hợp để phát cỏ, cắt cỏ thân đứng, cắt cỏ cao và rậm, và có thể dùng để cắt cỏ sân vườn, cỏ đường, cỏ trang trại. Một máy cắt cỏ tốt và đảm bảo được 4 yếu tố. Thứ nhất là máy bốc tốc độ cao, cắt cỏ nhanh và mạnh. Thứ hai là phải tiết kiệm được nhiên liệu. Thứ ba là cần và êm, không bị rung khi sử dụng. Thứ tư là máy vận hành bền bỉ, cho độ bền và tuổi thọ cao. Máy cắt cỏ Mitsui Keiso 143 có thiết kế mạnh mẽ và bắt mắt, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với công nghệ Nhật Bản. Không chỉ tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức mà còn mang đến sự tiện lợi khi sử dụng. Máy lên ga bốc vận hành mạnh mẽ, tốc độ động cơ cao lên đến 11.500 vòng trên phút, cho lực cắt lớn giúp cắt cỏ nhanh và đều. Máy sử dụng bình xăng con công nghệ Nhật Bản giúp máy tiết kiệm xăng khi cắt cỏ thực tế ở ga cao liên tục. 1 lít xăng có thể sử dụng được từ 45 đến 50 phút. IC và mâm lửa có chất lượng tốt, sinh ra điện thế lên tới 13 đến 15 kV, giúp đốt cháy hoàn toàn hòa khí ở trong động cơ, dễ khởi động. Máy sử dụng bạc đạn Ford Buri IC có thương hiệu giúp kéo dài tuổi thọ cho máy. Chất liệu vỏ ngoài bằng nhựa nguyên sinh tốt, không chỉ cứng cáp bền bỉ, chịu nhiệt chịu va đập tốt mà còn dễ lau chùi. Xi lanh được làm từ hợp kim nhôm mà cờ rơm chống mài mòn, giúp động cơ vận hành hiệu quả và bền bỉ hơn. Máy được trang bị lọc gió hai lớp giúp động cơ luôn luôn sạch và vận hành ổn định. Ống cần sử dụng chất liệu hợp kim nhôm cao cấp, dày 1.8mm, có đường kính là 28mm nên vô cùng cứng cáp, khó uốn cong. Ống cần được bố trí 7 gói đỡ cao su, được bố trí hợp lý để giảm rung, cùng với bắp chuối hai tầng có cao su giảm chấn ở giữa. Đầu bò và bắp chuối sử dụng bạc đạn tốt, bánh răng được gia công chính xác nên cần sẽ ít rung, ít ồn dù hoạt động ở ga cao. Miếng kẹp lưỡi gia công từ thép nguyên khối nên không bị biến dạng khi va đập hoặc rơi rớt. Đai ốc cố định lưỡi cắt được thiết kế răng ngược, có nhựa chống tháo bảo vệ hai cấp an toàn, chống tự tháo hạn chế tối đa rủi ro rơi lưỡi cắt ra ngoài. Dây đeo hai vai chắc chắn đi kèm với điểm vai bản rộng 65mm, dày và êm ái, giúp cho người sử dụng không bị đau vai trong quá trình cắt cỏ, giúp cân bằng trọng lượng của máy lên cả hai vai, khiến cho việc cắt cỏ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, tấm đệm hông nhựa dày giúp giảm chấn động từ máy đến người sử dụng, triệt tiêu lực tác động lên hông, đem lại cảm giác thoải mái, êm ái khi sử dụng máy lâu. Dây đeo còn trang bị khóa chỉnh độ dài của dây đeo vô cùng chắc chắn, giúp chỉnh chiều dài của dây phù hợp với chiều cao của người sử dụng. Tay ga có chức năng chống bóp cò tiện lợi, đảm bảo an toàn khi sử dụng, tránh tình trạng lưỡi cắt quay ngoài ý muốn sẽ gây tai nạn. Đồng thời, tay ga tích hợp nút dẫn giữ ga khi sử dụng cắt cỏ liên tục, không cần phải bóp giữ cò gây mỏi tay. Đặc biệt, chắn cỏ rộng giúp hạn chế tối đa cỏ cát sỏi văng vào người sử dụng, đem lại độ an toàn cao khi cắt. Chắn cỏ được gắn vào trong quấn cỏ cùng với đầu bò được thiết kế đặc biệt nên không sợ bị quấn cỏ hay kẹt đầu bò như các loại máy khác ở trên thị trường. Máy đi kèm với bộ phụ tùng đầy đủ, phục vụ hiệu quả cho việc vận hành máy. Đối với một số máy cắt cỏ trên thị trường, khi sử dụng rất hay gặp những tình trạng như tốc độ thấp, cắt cỏ không mạnh, tốn nhiều xăng, cần bị rung và ré khi sử dụng, độ bền không cao hay sẽ ra hư hỏng. Vì vậy, không những không đảm bảo được hiệu quả công việc mà còn khiến cho tuổi thọ của máy không cao. Còn với máy cắt cỏ Mitsui Keiso 143, với những ưu điểm đã nêu giúp cho máy có khả năng cắt cỏ nhanh và mạnh, tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định, độ bền cao, nhờ vậy mà tuổi thọ cũng như hiệu quả mang lại của máy lại rất cao. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm tới sản phẩm máy cắt cỏ Mitsui Keiso 143. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn.